Ngọn lửa cháy phừng phực tại công ty sản xuất dây cáp điện ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tại tầng hầm. Lúc cháy có người mắc kẹt trên tầng 2. Thời điểm nguy hiểm, rất may lực lượng cứu nạn có mặt kịp thời. Khoảng 11 giờ trưa nay, ngọn lửa bốc lên nghi ngút tại tầng hầm của công ty chuyên sản xuất dây cáp ở phường An Khánh. Người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm cháy, trong nhà có người mắc kẹt nên lực lượng chữa cháy công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng điều nhiều xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận bên trong căn nhà. Sau đó, lực lượng chữa cháy kịp thời đưa nạn nhân là chị Diệp Lê Vân, 32 tuổi, mắc kẹt trong nhà vệ sinh tầng 2 xuống đất an toàn. Cùng lúc này, hướng dẫn hai người khác thoát nạn, đám cháy cũng được dập tắt sau đó. Cùng thời gian này, người dân sống gần khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Vĩnh Long tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long, một phen hốt hoảng do xảy ra một vụ nổ bồn sắt giăng trời. Hiện trường còn ngổn ngang các thiết bị như ống, đầu hàng xi, bình ga, bình khí đá. Anh Lê Trăng Toàn kể đang ngồi uống cà phê trên đường Võ Văn Kiệt thì nghe tiếng nổ rất lớn. Còn theo anh Nguyễn Đăng Khoa thì đứng cách vị trí bồn sắt bị nổ khoảng 500 m nên cảm thấy áp lực. Vụ nổ vang ngang qua ống quyển chân. Theo ghi nhận, khu vực xảy ra vụ nổ là khu đất trống nằm cạnh các cơ quan nhà nước chưa xây xong như Cục Thống kê, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và nhiều cơ quan khác. Bãi đất trống có tập kết khoảng 7-8 bồn sắt nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, một số bồn được thợ dùng hàn xì cưa cắt ra thành từng mảng, mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc. Vụ nổ là một mảnh sắt lớn văng ra xa khoảng 10 m, bay thẳng vào làm vỡ một mảng bức tường mới xây của trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. May mắn không gây thiệt hại về người.